Rồi hôm nay sự đồng ý của khách thì bên mình tháo máy ra, máy nguyên kiện ống gỗ rồi tháo ra để mình chỉnh máy cho khách. Máy mới hoàn toàn 100% các bạn ơi. Nguyên niêm phong rồi đây. Rồi xem. Đây. Nồi đẹp hay? Còn lâm tính, dễ thương. Chẳng lại. Đây đâu. Rồi sau khi máy đầu tiên là máy đã chạy đủ 100% chạy đủ lạnh rồi á, thì nó sẽ báo là âm 1 độ và cái hình số 99 này. Đó. Và cái hình biểu tượng kem cũng là 99, là có nghĩa là nó đã đủ lạnh rồi. Thì các bạn có thể xả kem ra một lần mà lứa làm lạnh thế này thì các bạn xả được có thể là tầm được 10 cho tới được hơn lít kem nữa, gần được lít kem nữa. Còn bao nhiêu cây thì tùy do các bạn xả kem nhiều hay kem ít. Đây, xả thân cây này. Đó, xả liên tục luôn này. Đó, kem rất mịn. Khi các bạn gạt càng lên thì máy sẽ chạy tiếp tục làm lạnh những cái lứa cây mà từ cây này xuống. Đó. Đó, nó sẽ nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà khi đó các bạn vẫn xả được cây nha, xả cây bình thường nha, xả được rất nhiều cây. Đó. Đó, rất mềm, rất đẹp. Đây là cái kem của nhà máy họ tặng cho shop. Rồi cần ở giữa là kem hai màu, nếu các bạn bỏ lại làm hai loại kem khác nhau thì cần ở giữa là sẽ kem hai màu. Rồi. Còn cái nó sơ luôn, rồi cái thông số này 00 này là nhiệt độ của cái bồn chứa làm kem, là máy đang báo là 0 độ C, 1 độ C. Còn cái số này là cái số 8, có nghĩa là khi các bạn gạt cái càng lên là nó sẽ nhảy lên một số, nghĩa là một cây đó, nó tính là một cây. Còn cái thông số này là nguồn điện 225V là đang ổn định nè. Nếu mà nguồn điện này yếu á, thì máy nó sẽ tắt máy hoặc là nó sẽ làm cây rất chậm. Các bạn lưu ý cái thông số đó thì xả tiếp cây này. Đó. Thì những cái lưới cây sau là hơi mềm chút xíu. Thì các bạn thấy mình khi mà các bạn xả đến các lượng kem nhất định phía trước lần đầu tiên thì nó sẽ hơi cứng này, những lứa kem sau là hơi mềm, thì các bạn cho nó chạy thêm một chút xíu cỡ 5-3 phút gì đó thì để nó không cứng tiếp rồi các bạn xả tiếp. Thì do mình xả hơi nhiều á, đúng quy định là phải đó. Thì kem mềm á thì nó xả ra nhanh, như vậy là kem mềm nè. Kem lúc đầu là nó sẽ cứng này. Rồi lưu ý quan trọng nhắc đi nhắc lại là phải luôn luôn có dung dịch kem trong cái bồn này ha. Vì để có bồn này, trong bồn kem có dung dịch thì trong cái trục chứa nó có dung dịch đó, thì máy nó sẽ hoạt động bền bỉ, nó không có bị hụt kem và nó không có bị gây ra đông cứng cái trục, hư trục rồi hư motor, là nó sinh ra những chất bẩn ở trong đó, mài mòn nhiều quá sinh ra những chất bẩn khi không có dung dịch kem. Này thì các bạn bán ở trường học có thể bơm liên tục được 10 đến 20 cây. Càng về sau là hơi mềm xíu là do sốt xả liên tục. Rồi, để im đó, để im một phút tắt đi. Rồi sau khi chúng ta vệ sinh xong thì chúng ta đổ dung dịch kem vào hai bồn chứa đều nhau. Thì có thể là đổ bên này sô cô la hoặc là bên này là vị vani tùy. Nhưng mà shop là một vị sô cô la thôi. Còn đây là cái cây mà để xuống kem hoặc là cây tạo phòng đó, thì các bạn để cái lỗ to nhất đi, đưa vào cái lỗ này, chỗ đó, như vậy, vị trí như vậy. Cái này cũng vậy. Cái này thì có nhiều nơi nhiều người họ làm thì họ cũng không cần gắn cái cây này vào. Rồi sau đó đậy nắp lại. Rồi, nhớ này là kem vào là bấm nút biểu tượng phía thứ ba này, phía dưới này nè là làm kem này, là máy sẽ chạy. và điện áp đầu nó sẽ nhảy. Các bạn lưu ý cái quan trọng là điện áp này 220 này. Đó, nó là nó sụt áp xuống này, khi mà lốc lạnh chạy là bắt đầu nó sụt xuống. Nếu mà điện áp của mình không đủ á, nó dưới mức 210 hoặc là 200 lẻ máy á, là máy nó dễ tắt máy, nó sẽ tắt máy để bảo vệ lốc. Và nó còn nếu khi mà nó vẫn chạy á, thì cái cây của mình nó không được lạnh, cái cây của mình nó sẽ bị loãng. Nên chi điện áp cũng rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là khi máy chạy thì nó sẽ bỏ nhiệt rất nhiều. Nên chi để các bạn để máy nơi thì càng thoáng càng tốt. Shop nhắc lại nha, cái này anh nhắc lại cho anh luôn đó. Anh để máy chỗ nơi càng thoáng càng tốt, chứ nhiều người là hay cứ đưa cái máy vô cái góc sát bờ tường rồi cho nó gọn á, nhưng mà đó là cái rất gây hại cho máy. Và cây nó có cũng rất lâu đông, không được để gần ba cái tủ lạnh hay là bếp mà nó tỏa nhiệt nhiều. Nói chung là máy để gần lên nơi thoáng đi, càng thoáng càng tốt thì máy sẽ hoạt động trơn tru êm ái, không có phát ra tiếng kêu quá lớn. Đây, khi máy chạy thì hầu như rất im lặng. Âm thanh của máy này nó không có to như những cái dòng máy khác, như những cái dòng máy đang bán trên thị trường khác. Rồi thêm một lưu ý là khi cái dung dịch kem này phải luôn luôn trên đồ này phải luôn luôn có dung dịch. Khi mà thiếu dung dịch đó là dẫn tới cái trục mình trong này nó bị thiếu kem á, thì cái trục cũng chạy không, thì nó dễ dẫn tới là đông cứng cái trục kem hoặc là mòn cái trục kem, là gây ra hư trục kem và gây hư hại cho motor. Thì cái mà phải luôn luôn có dung dịch kem trong cái bồn chứa này rất quan trọng nha. Khi có dung dịch kem thì mới cho máy hoạt động, còn khi mà hết dung dịch kem thì chúng ta tắt máy liền, hoặc chúng ta phải châm thêm bột kem liền, dung dịch kem liền. Thường xuyên kiểm tra là còn dung dịch hay không, cái này quan trọng lắm nghe. Vì có một số khách đã gặp trường hợp là không châm bột, không châm dung dịch và cái trục nó chạy không tải, nó dẫn tới đông cứng cái trục, nó làm tuyết không trong đó, đông cứng cái trục. Khi mà cái trục đông cứng nó sẽ kéo theo là giãn dây cura, dây nóng motor, dễ gây cháy motor nữa. Bắt đầu nó phát sinh đủ thứ lỗi là do thiếu dung dịch kem.